người đứng sau trò chơi này là một cảnh sát. Hắn giỏi lắm, rất giỏi chơi trò chơi phản gián. Ai đã chỉ đạo giết Phùng Minh? Tư Hải, nếu trong trường hợp anh bị thủ tiêu, em hãy khai hết với công an để được bảo vệ. Điều hoàn hảo dành cho cô bây giờ là thành khẩn. Và lời khuyên tốt nhất cho cô bây giờ cũng là thành khẩn. Theo anh, sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì? Cái sự hỗn loạn sau khi Phùng Minh bị giết cần phải được kết thúc. Anh cảm thấy anh không còn cần thiết với họ nữa. Có thể họ sẽ thủ tiêu anh. Vì sao? Anh và em chỉ là những đồ chơi nho nhỏ trong một trò chơi lớn. Người đứng sau trò chơi này là một cảnh sát. Anh giỏi lắm, rất giỏi chơi trò chơi phản gián. Sau khi Phùng Minh chết, bây giờ là thời kỳ các tay trùm ngồi lại để phân chia lại với nhau miếng bánh. Vậy em phải làm gì đây? Có thể em cũng sẽ bị giết. Nếu cần thiết để đánh lạc hướng điều tra hoặc là bịt đầu mối, những thương vụ trung chuyển rocker sẽ bắt đầu diễn ra. Thoát ở rừng, biên giới hoặc là thành phố. Cái chết của Phùng Minh là một cuộc giành giật, ém nhẹm và trả thù. Nhưng mà nó lại mang tác dụng thu hút. Ai đã chỉ đạo giết Phùng Minh? Tư Hải. Nhưng Tư Hải là người của cha Phùng Minh, là người của lão Chu mà. Trong cái thế giới ngầm, đồng tiền và quyền lực là tối thượng. Cho nên ở biên giới hiện nay đang diễn ra những cuộc thanh trừng lớn. Tóm lại là tất cả đang xắn tay áo để giành được súng và bạo lực sẽ chọn ra một kẻ chỉ huy. Nhưng buồn thay, đó lại là một sự sai lầm. Anh sợ anh sẽ chết vì dám lên tiếng chống lại cái sự sai lầm đó. Và anh đã vi phạm luật im lặng. Quy Hùng, em xin anh, anh phải cứu em. Nếu trong trường hợp anh bị thủ tiêu, em hãy khai hết với công an để được bảo vệ. Em hãy khai hết với công an để được bảo vệ.